Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào anh em ạ. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu sản phẩm nha bạn. Đầu tiên mình sẽ tô phần vây te của con cá. Xin chào lúc đầu buổi được không? Ấy! Ây trời ơi các bạn ơi. Mình đang kiểu như là không nói quen rồi, giờ tiên phải nói nhiều khó chịu nặng. Mà nói nhiều đi nhưng mà không có tiếng nhạc cơ thì vẫn ok hơn. Bây giờ đã có tiếng nhạc rồi cần. Bây giờ các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi tôm vào xe này. Đầu tiên mình sẽ tôm vào đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu tôm luôn đây. Tiếng gì ấy? Mình sẽ tôm cho cái cánh tè màu đen nha bạn. Kè nhỉ, Nghĩ ơi. Bây giờ mình sẽ tô nó màu xanh. Nghĩ ơi, mày sang đập loa họ anh nghe. Đập gì? Đập loa. Giờ mà Nghĩ đập xong chắc anh em mang ơn Nghĩa lắm ấy này. Không, xem có điện thoại nó thật là được. Không, nó kết nối tivi mà. Rút. Không thì cúp điện. Cầm cái loa xong đây đạn thôi đúng không? Cầm tạm loa xong đây thật là được. Không thiệt hại rồi. Hay là Giang cầu xin nhỉ? Ở đây chỉ là cầu xin. Xin các chú đây, các chú hát vừa rồi. Chè đêm chèn. Mai bà Quỳnh đi học sáng nhỉ? Hình như là thế. Anh đi học chiều này. Em hỏi xem. Không, hình như lúc chiều bà đi học sáng mà. Long thì là Long đi học chiều nốt. Thế là thôi. Tối mai sẽ đi làm. Nhưng mà không biết là nó sẽ... Tối đi làm đấy. Tối mai ừ, chắc chắn như... Hôm nào anh cũng đợi mày đây đấy. Ok luôn. Mày phải có mặt từ lúc 8 giờ hoặc là 8 rưỡi. Ok. Mà mày không có thì thôi. Nếu mà nhạc to quá tao đi về. Còn không nhạc mà không to tao làm tiếp. Mà không có mày thì tao cũng làm. Ai sợ thì đi về. Thật ra là lúc nãy mà không ấy anh muốn về lắm. Nó hát to mãi trưởng à. Nhưng mà số anh đợi đây xem có gì hay hay không. Thế là thôi đóng cửa lại thấy im cũng làm video được, thế là thôi lại quay mấy cái. Ai ngờ đâu đang quay được một lúc gần 9 giờ Thánh Niên lại lò mặt đâu ra thế này. Khéo tí giờ bà đấy lại đi ra đây chết người ấy. À, bây giờ 9 giờ rồi. Ông mày lên Bắc Ninh làm gì? Hả? Lên Bắc Ninh làm gì? Lên như nào? Lên Bắc Ninh làm gì? Lên chơi thôi. Chơi với ai? Lên Bắc Ninh mà. Chứ là mày đi xe đạp lên đấy á? Đi làm chứ. Vai nhau à. Mồm lúc nào cũng kêu là em đi kiếm tiền. Kiếm tiền của mày. Nào em sẽ bảo là em sẽ đi làm tô đi em kiếm tiền mà. Em muốn mua máy mới. Ôi giời ơi. Ôi thế là nhà mày hôm qua là cũng mất điện. Thế là xong sáng lúc tầm trưa nay cũng có điện nhưng mà không xem được cái gì đúng không? Đúng rồi. Có điện nhưng mà có mạng cũng không xem được cái gì. Hôm qua em không biết nhưng mà hôm nay là có. Không, nhưng mà lúc chiều này có điện lại là có là xem được rồi. Lúc chiều không lấy được. Nhưng mà lúc chiều là nhà anh là anh về là anh thấy mẹ anh bố anh xem phim nữa. Với cả xem điện thoại là anh nghĩ là chắc là xem được rồi. Như vậy video kết thúc nha bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn.
và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục đi vào clip clip nướng 200 cái, 300 cái. Vậy em cái tuần sau các bạn tên đẹp thì đăng kênh một like để ủng hộ ông chủ mình nha. Ông chủ ư? Đi chẳng phải nói thế. Sếp cấp trên nó xem lại video thấy mình nói là cho mình hay là cho thằng chủ mình thì chết. Sếp nó nghe nó hay hơn. Thấy chưa? Nhạc bắt đầu to to đúng không? Ghê thật luôn đi. Mày phải đeo cái bên nào mà nó đeo bên tay trái, đeo bên này này thì xong tai nghe bên này. Thế mà không nghe gì? Không phải là em bật to ấy. Bảo sao? Bật to hơn. Mà anh đi học chán quá. Anh muốn được nghỉ. Trời ơi. Mình sẽ tiếp tục tổ đến quần nha bạn ơi. Đấy, cứ tổ đến quần. Xong tổ đến quả bí. Có bí cho màu đen. Đúng nghe, anh nhắn ơ, anh bảo là bà đấy có xe không ơ, để ra anh đón ơ. Sao bà đấy bảo là thôi không cần ra đón, chắc là đi bộ ra đây thế nào ơ. Khả năng thế. Xin chào các bạn, bây giờ này mình sẽ tông hỏi cho các bạn xem. Đen ghê. Đi bộ ra mới là cơm chứ lệ. Mai có nên tròn tiếp không nhỉ? Nói cái gì? Mà thôi không tròn đâu, mai là nó đông đổ đi nó vui. Lấy như nào? Đang bảo là mai có tròn bà đấy là cho bà đấy nghỉ tiếp không? Hay là thôi cứ kệ bà đấy đi làm nó đông đổ. Thiếu người này trống vắng quá. À, đúng rồi, cho tròn đi. Bảo là em nghỉ anh cũng nghỉ. Nói thế nào? Bảo là mai anh nghỉ, em cũng nghỉ. Thì cứ để mai. Bây giờ hỏi xem nó đi làm sáng hay chiều đã. Bà đấy mai đi làm chiều. Thì làm sáng đúng không? Ơ anh làm sáng. Bảo sáng mai em với anh nghỉ. Thì bà đấy làm sao? Bà đấy vẫn đi học mà. Cũng như bà đấy đi làm sáng hay làm chiều? Bà đấy đi làm chiều. À đâu, bà đấy đi làm chiều lại học sáng. Thì bảo là chiều bọn mình nghỉ. Nghỉ thì chỉ có mày nghỉ thôi chứ anh nữa, anh phải đi học rồi. Phải tròn thì phải tròn tối chứ lị. Chiều này thì không quá, anh em mình thì bà đấy vẫn đi mà. Thôi chứ tối đi. Thôi đừng tròn nữa. Toàn thiếu người chán gần chết. Tròn thôi sợ rồi. Thiếu người đấy mày có thể chán không? Ê... Nhìn ra nhé, đi tí 10 giờ con đi về đấy. 10 giờ về không? Điên nè, 10 giờ. Như vậy thì giờ mình kết thúc các bạn.